Không biết là các bạn có phát hiện ra không, những giấc mơ mà chúng ta nằm mơ vào ban đêm ấy, đến sáng thì chúng ta phần lớn đều đã quên hết sạch. Thế nhưng, những bí mật của giấc mơ thì có rất nhiều điều còn chưa được nói ra. Đầu tiên thì chúng ta cần phải đi giải thích xem mơ là hiện tượng gì. Liên quan đến giấc mơ, theo góc nhìn của khoa học thì chúng ta có thể nói như thế này. Khi mà cơ thể của chúng ta đang nghỉ ngơi, tức là lúc mà các bạn đang ngủ đấy, thế nhưng đại não thì nó chưa thực sự nghỉ ngơi đâu. Nó sẽ nhân lúc mà bạn đang nghỉ ngơi để nó đi xử lý một số ký ức. Sau đó thì nó sẽ thêm vào dòng ký ức đó một chút xíu sự tưởng tượng. Thế nhưng không hiểu tại sao mình lại có một chút hoài nghi về cách giải thích này. Tại sao mình lại nói như vậy? Bởi vì mình phát hiện ra có rất là nhiều người sau khi tỉnh dậy khoảng 15 phút là có thể quên sạch những gì xuất hiện ở trong giấc mơ từ tối hôm trước. Nó giống như là đại não đang cố gắng xóa sạch hết tất cả những ký ức của các bạn vậy. Nếu như trong vòng 15 phút sau khi các bạn thức dậy, nếu như cố gắng lắm thì các bạn cũng sẽ chỉ nhớ được một vài chi tiết nhỏ trong giấc mơ đó. Nếu như bạn chỉ muộn hơn một phút thôi thì các bạn có cố gắng thế nào thì cũng không thể nhớ lại được một chút gì cả. Giờ thì mình thử lấy một ví dụ nhé. Đã bao giờ bạn gặp phải trường hợp như thế này chưa? Rõ ràng là các bạn rất muốn kể cái giấc mơ mà các bạn vừa gặp phải tối hôm trước, rằng là các bạn đã thấy cái này, thấy cái kia. Tuy nhiên, cho đến khi gặp được người đó để kể thì các bạn đã quên sạch. Và nếu như gặp phải trường hợp như thế này thì mình nghĩ là có một thứ sẽ giúp được các bạn đấy. Đó chính là sử dụng giấy nốt, ghi lại bất cứ thứ gì hiện lên trong đầu bạn vào lúc đó. Với tập giấy nốt lên đến 400 trang như thế này thì các bạn mơ đến bao giờ mới hết giấy nốt đây? Giấy nốt tiện lợi, ghi xong rồi có thể xé ra và dán lên vị trí nhất định với lớp keo tiện dụng ở mặt sau. Kích thước nhỏ gọn, 90x90mm. Nói đến đây thì có phải các bạn đang thấy rất là kỳ lạ hay không? Nếu như nằm mơ chỉ đơn giản là việc đại não đang xử lý ký ức, đồng thời thêm thắt vào đó một vài sự tưởng tượng, thì tại sao sau khi tỉnh dậy chúng ta lại quên sạch không thể nhớ gì được? Hơn nữa, dù sao thì đây cũng chỉ là mơ, không có thật và tất cả những chi tiết này thì đều không có gì xấu cả. Vậy thì tại sao đại não lại ngăn không cho chúng ta nhớ lại nó? Là nó muốn bảo vệ chúng ta hay là muốn nhắc nhở chúng ta rằng hãy mau trở lại với hiện thực đi? Về câu hỏi này thì thực sự bản thân mình cũng chưa có một câu trả lời nào thích đáng. Vậy chúng ta hãy nhắc lại nó sau nhé. Hôm nay, cái mà tôi muốn nói với mọi người đó chính là có những giấc mơ mà chúng ta có thể nhớ được. Hơn nữa, nó còn rất quen thuộc với mọi người. Và chúng ta thường hay gọi đây là giấc mơ tiên đoán. Vậy thì giấc mơ tiên đoán là gì?